75 tuổi đời, 55 tuổi lính. Kính thưa quý khán thính giả, đó là chủ đề buổi hội ngộ của các cựu sinh viên sĩ quan trường mẫu bị quốc gia Việt Nam khóa 17 Lê Lai, được tổ chức tại thành phố Santa Ana, miền Nam Cali, với sự hiện diện đông đảo các cựu chiến sĩ thuộc nhiều quân binh chủng xuất thân từ trường võ bị cùng gia đình và thân hữu. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, cựu sinh viên sĩ quan Võ Ý đã nói tới những người cha thể loạn đã xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh sau bao nhiêu năm đã về họp mặt hôm nay. Và sau khi nhắc tới những sinh viên sĩ quan các khóa đã làm rạng danh trường võ bị, ông đã nói tới khóa 17. Riêng khóa 17 Lê Lai cũng góp phần xương máu để viết lên trang sử bi hùng cho trường mẹ. Như biệt kích Nguyễn Ngọc Khiết nhảy toán xuống đất Bắc để hoạt động, bị bắt và tử hình năm 1964 tại Quảng Bình. Như Võ Toàn, vị đại tá trung đoàn trưởng tài ba của sư đoàn 1 bộ binh, tác giả chiến thuật phá kiền diệt chốt, đã được Bộ Tổng tham mưu phổ biến cho toàn quân áp dụng. Như Phan Ngọc Lương, quyết liệt chống lại bạo quyền cộng sản trước cũng như sau 1974-1975, bị xử tử tại sân vận động thành phố Huế tháng 5 năm 1976. Như cố trung tá Võ Vàng, trung đoàn trưởng trung đoàn 5 sư đoàn 2 bộ binh, quanh liệt trong trận Sa Huỳnh năm 1972, đã bị cộng sản lập mưu để ám hại trong nhà tù Kỳ Sơn. Kính thưa quý vị, đây không phải là lần hồi ngộ cuối, nhưng sẽ không có lần nào đông đủ huynh đệ như hôm nay. Kính mời quý niên trưởng, niên đệ và quý quan khách lắng lòng để cùng chúng tôi tưởng niệm vị chỉ huy trưởng tài ba cố đại tá Trần Ngọc Hiến và đồng môn K-17 của chúng tôi đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Sau phần tưởng niệm cố đại tá Trần Ngọc Hiến, chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia và các bạn đồng môn đã bỏ mình vì lý tưởng tự do hay trong lao tù cộng sản, là phát biểu của ông Nguyễn Quang Trung, đại diện khóa 17 Lê Lai, nói về những nét đặc điểm của khóa 17. Cái đặc điểm đầu tiên của chúng tôi là ngày bước chân qua cổng trường võ bị, ngày 11 tháng 11 năm 1960. Đó trùng với đúng ngày xảy ra một cuộc binh biến do đại tá Nguyễn Chánh Thi thực hiện. Thành ra ngày này, ngày nhập khóa của chúng tôi đã trùng với một ngày chính biến trong lịch sử. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến đó là sự hy sinh của các bạn đồng khóa 17. Thì cũng như tất cả các khóa khi tốt nghiệp tại trường, sau khi mãn khóa đã được phân phối về tất cả các đơn vị tác chiến trên khắp bốn vùng chiến thuật. Do đó cái sự hy sinh của khóa cũng trải dài từ mũi Cà Mau cho tới Bến Hải. Nhưng đặc biệt khóa 17 của chúng tôi còn trải qua đến chiến trường miền Bắc. Ở đây chúng tôi muốn nói đến sự hy sinh của Trung úy Đặng Ngọc Tiết thuộc lực lượng đặc biệt đã nhảy toán ra Bắc tại tỉnh Quảng Bình. Ở đây bị bắt và bị tử hình cùng với toán biên của mình vào cuối năm 1964. Và đặc điểm thứ ba là khóa 17 chúng tôi luôn luôn giữ gìn truyền thống tương thân tương ái. Từ cái điểm này cho nên khóa chúng tôi từ ngày nhập trường cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn giữ cái tinh thần đó bằng những cuộc hội ngộ trải dài suốt cuộc đời binh nghiệp của mình. Trước năm 75, chúng tôi cũng đã có những cuộc họp mặt đông đủ anh em, và điển hình năm 1970, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp mặt quy tụ được khoảng 70 bạn đồng khóa về gặp mặt. Và trong dịp này chúng tôi cũng được vị cựu chỉ huy trưởng của trường thầy Trần Ngọc Huyến
đến tham dự. Và cuộc gặp mặt cuối cùng trước khi mất nước, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 3, ngày kỷ niệm ngày ra trường. Và đúng vào ngày 30 tháng 3 năm 1975, trong lúc tình hình của đất nước đương cuộc chiến đương đã bắt đầu đi dần vào kết thúc, thì trong cuộc hội ngộ này thì tất cả các bạn hay là tất cả các quân nhân đều ở tại các đơn vị để lo chống giặc. Do đó cuộc họp mặt của chúng tôi lần này chỉ còn có những bạn ở tại quân khu thủ đô đến họp mặt. Và cái đặc điểm của cái đề này chúng tôi muốn nêu lên là cuộc họp mặt của chúng tôi trong lần cuối cùng chỉ có 13 anh em đến họp mặt. Con số 13 xui xẻo. Và người thứ 13 bước vào phòng họp là Trung tá Vũ Xuân Thông, thuộc lực lượng đặc biệt, người duy nhất mặc quân phục trong buổi họp. Tiếp đến trong thời gian sống dưới chế độ cộng sản, anh em chúng tôi vẫn thực hiện được những cuộc họp mặt. Và cuộc kiểu họp mặt điển hình nhất được tổ chức vào năm 1988. Trong cuộc hội ngộ này, không những có nhiều bạn đồng khóa đến họp, mà còn có các liên trưởng và các liên đề đến tham dự. Kế đến là phát biểu của ông Ngô Văn Xuân, cựu trung đoàn trưởng trung đoàn 44, sư đoàn 23 bộ binh. Chúng tôi tưởng nhớ tới các sĩ quan khóa 17 xuất sắc như đại tá Võ Toàn, trung đoàn trưởng trung đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh, và các trung tá Phan Ngọc Lương là hai sĩ quan khóa 17 điển hình đóng góp nhiều công trạng cho đơn vị. Về vùng 2, chúng tôi tưởng nhớ tới cố thiếu tá Lê Văn Trọng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 45, sư đoàn 23 bộ binh, đã hy sinh tại chiến trường Quảng Đức trong trận đánh Mậu Thân 1968. Cùng năm đó, chúng tôi tưởng nhớ tới cố thiếu tá Thủ Khoa Vĩnh Nhi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, 12, sư đoàn 7 bộ binh, người đã dẫn dắt tiểu đoàn về giải tỏa áp lực địch tại tỉnh Mỹ Tho và hy sinh ngày chiều mùng 3 Tết Mậu Thân bên bờ sông Bảo Định. Nói chung, các thành viên khác của khóa 17 đã đều làm tròn trách nhiệm trong các vai trò chỉ huy hay tham mưu của mình, mà vì lý do thời gian hạn hẹp, chúng tôi không thể liệt kê ra hết các thành tích. Tiếp theo là phát biểu của cựu sinh viên sĩ quan khóa 17 Nguyễn Văn Lân, thuộc liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. 33 anh em của khóa 17 xuất thân từ Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 1963, chúng tôi đã tình nguyện về binh chủng lực lượng đặc biệt, và người đầu tiên đã hy sinh trong chiến trường trong một cuộc chiến bất quy ước đã nhảy dù ra Bắc và bị sát hại ngoài đó là anh Đặng Ngọc Khiết. Kế đó, chúng tôi tiếp tục làm những cuộc hành quân bất quy ước và tham dự những cái trận đánh trong suốt cuộc chiến cho đến năm 1970 thì lực lượng đặc biệt giải tán. Kế đó, chúng tôi gia nhập vào liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, gồm có hai đơn vị thiện chiến nhất của lực lượng đặc biệt là trung tâm huấn luyện hành quân Delta và tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để đại diện cho khối 33 anh em còn đã chết hay còn sống thuộc khối 17 đã góp một phần trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ở đây có anh Vũ Xuân Thông, chắc quý vị không quên người tài tử đóng trong phim Người Tình Không Chân Dung. Anh với tôi là hai người đã góp sức cùng với tất cả liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù tạo nên những chiến công mà chắc quý vị đã từng nhớ tới, thí dụ như trận An Lộc Địa, trận An Lộc mà cô giáo Pha đã từng có một câu bất hủ là An Lộc Địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vì quốc vong thân.
Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.